Rồi em xin chào tất cả anh em nha anh em. Thì để em đứng lên cho anh em coi. Tại nó khuất mấy cái thùng này em để làm sao anh. Cái lô phuộc rim 125 đó anh em là hiện tại là đã bán gần hết nha anh em. Chỉ còn một cặp duy nhất phuộc sau, cặp phuộc sau số 1 nữa là hết nha anh em nha. Còn duy nhất một cặp phuộc sau rim 125 mã số 1 nữa là hết. Quá nhanh quá nguy hiểm anh em ơi. 6 cặp. Đó. Thì anh em nào mến thì hú em mà em giao luôn một thể nha anh em. Còn duy nhất một cặp phuộc sau riêng 125 mã số 1 thôi, phuộc trước bán sạch rồi anh em. Thì ngoài những cái món phụ tùng riêng 125 về hôm nay thì em hôm nay cái này là hàng về hõm rài, về chung với cái đơn đồ máy nhiều hôm rồi đó. Đồ máy cọp hôm rồi mà em quay bán với anh em đó, nhưng mà em chưa có kiểm tra cho nên chưa có dám lên sóng với anh em. Thì hôm nay sau khi đã kiểm tra đó, đã qua quá trình kiểm duyệt của em đó, thì em lên sóng với anh em ha đó. Video này em xin đăng bán với anh em ba cây ghi đông sọ khỉ quay 110 thái theo thứ tự như thế này nè anh em, 1 2 3, ba cây ghi đông sọ khỉ quay 110 thái anh em coi cho rõ nha, 1 2 3 ha. Rồi trong đó có hai cây mã số 2 và số 3 là đầy đủ gù hai bên, đầy đủ đủ gù đối trọng hai bên cho anh em, thì nó mắc hơn cây số 1 đó. Em còn được một cặp phuộc sau quay 110 thái này thì hôm nay em xin bán rẻ là cho anh em thầy thợ, vì do cặp chân của nó quá xấu nha anh em. Cặp chân của nó phải phải nói thật sự công nhận là nó quá xấu anh em, coi nè nó mất keo quá trơn luôn mà đó, em nhìn thấy nè, chân này chân theo xe chứ không phải chân mới đâu anh em, chân theo xe nhưng mà có một cái nó bị nổ keo banh chạnh, chân chân theo xe nha anh em chứ không phải chân mới đâu đó. Cặp phuộc sau này hôm nay á, là em bán chủ yếu cho anh em thầy thợ về sanh sửa nha, bán chủ yếu bán cái lò cặp lò xo với cặp ống này cho anh em. Cặp phuộc sau này hôm nay em bán cho anh em giá 150.000, 150.000, 150.000 nha anh em nha, 150.000. Rồi để cho anh em thầy thợ, ví dụ anh em lấy cặp ống xi, anh em lấy được cặp lò xo, tại vì cái lò xo zin theo xe nó ngon lắm anh em, chất lượng của thép ngày xưa là chất lượng của thép bây giờ là không có thể nào sánh bằng được. Phuộc này đúng phuộc quay thái 110 zin theo xe nha anh em, nhưng mà anh em biết sao lò xo nó dày không, thợ thầy lúc vô phuộc đổi cái đầu lò xo của người ta nè, về anh em sắp lại. Rồi xi này á, nói chung về anh em đổi đầu xong xuôi cái anh em lấy bằng chải thau anh em đánh là nó đẹp ngay, nó không có bị mấy chốc xi đâu, xi zin theo xe luôn luôn mãi đỉnh. Cặp này 150.000, rồi cho nó qua bên nha anh em nha. Đó. Đó hôm nay em cũng có được mấy cây chống đứng quay 110 đó. Chống đứng quay 110 thái, hàng zin tháo xe nha anh em, hàng này là hàng zin tháo xe. Nói chung á đó, nhiều khi em đăng lên em bán cái này á, những anh em nào mà không có nghiên cứu về cái phụ tùng mà dàn phụ tùng dàn chân của quay 110 này á, anh em sẽ đã kích em. Nhưng mà anh em chưa có biết đâu, anh em chưa có biết đâu. Cái chống đứng quay 110 này em nói thiệt với anh em, cái chống đứng theo xe rất được là được rất nhiều anh em người ta săn luôn anh em, mà khó kiếm nữa chứ không phải dễ nha. Khó kiếm là khó kiếm ở chỗ nào? Nè. Không bị lủng nè anh em thấy chưa? Đó, không bị lủng nè. Đó, còn dày nè, thấy không, còn dày không bị lủng nè, ở đây không bị mòn nhiều nè, ấy trời ơi trời, mặt dưới nè anh em nhìn thấy không, cái bàn đạp này không bị mòn nhiều nè. Đúng chống đứng quay 110 là có hình mũ nón anh em, đúng chống đứng quay 110 theo xe có hình mũ nón nha. Đây đúng chống đứng quay 110 thái, hàng tháo xe là có hình mũ nón ra nghe anh em, còn bằng trang là alpha nghe anh em nha, bằng trang là alpha đó. Tại sao cái chống đứng có gì đâu, ba cái đồ sắt dụng này mà tại sao có cái hàng mắc mà có cái hàng ta da chai đó. Em nói thiệt với anh em, nếu anh em không tin em thử, anh em nào mà thử dọn xe mới anh em đi vô hãng Honda Việt Nam mình đó, mua cái chống đứng của Alpha hàng mới và anh em xài thử đi rồi anh em sẽ biết. Anh em dựng xe không bao lâu là nó sệ ngay và luôn, dựng lên là má cũng thấy luôn, em nói thiệt với anh em dựng xe lâu là má cũng thấy luôn đó, nó thẳng với anh em vậy luôn đó. Anh em nghĩ thì người ta xài hai mấy năm chống đứng không sệ luôn nè, hai mấy năm trời chống đứng không sệ, bao nặng luôn anh em, hàng tháo xe nha đó. Giờ nó mắc ở những chỗ nào, nó mắc chỗ là nó không có dính cốt nè đó, không có dính cốt nè anh em thấy không, nó cái lỗ không hột sòi nè đó. Thì có mấy cây này á, cũng là em cũng đóng cốt ra được, còn mấy cây không dính cốt, nhưng mà những cái cây này á, tình trạng nè, hai cây này nè là tình trạng bên là người ta có làm lại nè, lúc mà em lấy về là nó có làm sẵn anh em đây nè, anh em thấy không, người ta cắt nè, cắt nè, còn người ta hàng lại anh em biết làm sao. Em có sơn lại nghe anh em, sơn lại xịt xịt cho nó nhìn được một chút, anh em biết sao nó gồ ghề không, nó dính nhựa đường
nó dính nhựa đường á, nhưng mà mình xài vô tư, em nói thiệt với anh em chống đứng theo xe là anh em xài không bao giờ hư đó. Lúc nó dính cốt á, người chủ người ta cắt ra nè, ta hàng lại, nhưng mà cắt ra hàng lại là mình xài bình thường anh em, không có gì hết trơn nha đó. Người ta cắt ra ta hàng lại lâu nhưng mà vẫn xài nè, ngon lành đó. Quan trọng á, là những cái chống đứng tháo xe mình chọn những cái nào, cái đít này không bị lủng nè đó, hai cái chân dưới là không bị lủng nè, mặt này không bị mòn nhiều nè, không bị mòn nhiều, nhiều cái nó mòn dẹp lép luôn nha, chống đứng hình mũ nha anh em, đúng chống đứng 110 nha. Rồi xin báo giá với anh em luôn, riêng cái chống đứng này nè, tình trạng là chưa bị cắt, riêng cái chống đứng này nè anh em thấy không, tình trạng là chưa bị cắt bị gì hết nha, chưa bị cắt, chưa bị hàn lại đó. Cái này là tình trạng là có sơn lại nha em, có sơn lại nha anh em, cái chống đứng 110 này chưa bị cắt, chưa bị hàn gì hết nè, nguyên dạng nguyên si, ở dưới là chưa lủng luôn nè, thấy không, mặt dưới là chưa lủng luôn nè đó, đầu này chưa mòn nhiều luôn nè, thấy không, xài là phải có mòn ít nhiều thôi, nhưng mà ở đây anh em thấy không, chưa mòn nhiều, hình mũ nón nè đó. Rồi em bao anh em vô xe xài 20 năm nữa chưa xệ nữa. Cái này em bán cho anh em giá là 350 ngàn, cái chống đứng mà không bị cắt này là 350 ngàn ha. Rồi cho nó vô đây, em bán này nhiều khi người ta không biết, ta chửi em khùng điên á, nhưng mà anh em không hiểu đâu, nếu anh em chơi từ từ, anh em chơi sành anh em sẽ hiểu à. Cái này cũng vậy nè, nó dính cốt, người chủ người ta cắt người ta hàng lại nè anh em thấy không, nhưng mà cắt hàng xài vô tư nó không có bị hư đâu nó, tại vì cắt cái chất liệu thép nó rất là cứng đó, người ta cắt để cho nó có cái độ hở, cái người ta cắt cho nó có cái độ hở để người ta đóng cái cốt nó dính lâu năm cả đó anh em đó. Đó cái chống đứng này á, hai cái này nó có bị hàng chỗ này nè, nhưng mà em bao anh em luôn xài không bị gì hết, người ta hàng biết bao lâu là ta xài không bị gì, mắc mớ gì tới mình bị đó, bao anh em luôn không bị lủng đít nha, còn dày nha, còn dày luôn nè, không bị lủng đít nè, đầu chưa mòn nhiều luôn nè, cây này đẹp quá anh em, cây này nó chưa có mòn gì hết trơn, hình mũ nón là thấy không đó. Hai cây này là đồng giá 280 ngàn cây, 280 ngàn cây nha anh em đó. Về anh em xỏ cốt vô lụm gạo đó. Rồi ghi đông sọ khỉ quay 110 thái, bữa nay em có 3 cây báo giá với anh em luôn. Cây số 1 này là 400 ngàn đó. Cây số 1 này là khoan để dựng mấy cái chống đứng lên cái cho nó có không gian làm việc cho ta. Ba đồ sắc dụng này sao bán có tiền quá anh em ha. Thử đi kiếm đi anh em đó, không phải dễ kiếm đâu đó, thấy không. Ghi đông sọ khỉ đúng quay 110 nó có hai đời, một đời nó đóng chữ C ở đây đó, và một đời nó đóng chữ T ở đây, thấy không, đợi đóng chữ C, đợi đóng chữ T đây. Tại sao người ta mãi mãi người ta thích xài đồ theo xe, trời ơi, cái ghi đông quay 110 hoặc là quay alpha bây giờ trong hãng bán thiếu cha gì, hàng mới, ghi đông quay 110 hàng mới, nhưng mà người ta vẫn không thích. Anh nói thiệt với anh em á, riêng anh em thấy có bao giờ hàng mới có cái này em có bán không? Không, không bán. Những cái liên quan đến những cái chi tiết mà dàn đứng vô sườn đồ này nọ ha, là không bao giờ mà em bán hàng mới. Không có chuẩn như theo xe. Đó, bán về anh em lắp vô gấp áo không khít, ai chịu trách nhiệm? Phải lôi đầu thằng bán ra không là em. Không được. Sọ khỉ dàn ché, dàn đẹp. Đúng sọ khỉ quay 110 nha anh em. Rồi sọ khỉ vàng ché vàng đẹp đó, ok anh em đó, ngay thẳng không cong vên. Mình coi hai cái sơ mi, hai cái nè găng cỏ, hai cái chân kiến là ok hết nè, găng cỏ chân kiến là ok hết nha anh em, ngay thẳng không cong vên nha anh em nha. Cây ghi đông sọ khỉ quay 110 thái mã số 1 em bán cho anh em với giá là 400 ngàn, sọ khỉ đẹp nha anh em nha. Ok, tiếp tục cây ghi đông sọ khỉ quay 110 mã số 2 chữ C nè, thấy không, ốc số 10 đó. Đó, cây ghi đông sọ khỉ quay 110 mã số 2, nói chung sơn zin cây này nó hơi yếu nha anh em, nhưng mà được một cái nó còn hai cái lỗi gù đối trọng hai bên đó, gù đối trọng là về anh em sơn lại bao tay, thì anh em muốn mua thì mua hàng mới của em, ở đây em có bán luôn. Câu khách quá lẻ anh em ơi. Bào được nhiều bào chứ giờ không bào sao được, không bào sao có tiền. Đây bao tay quay 110 thái hàng mới, anh em muốn mua đây có hàng luôn nha anh em đó, anh em muốn mua ghi đông sọ khỉ mà muốn bao tay quay 110 thì thêm một cặp 160 ngàn. Đó, ok.
đó, bao anh em lên xe luôn, ngay thẳng không công dên gì hết đó. Dạ sọ khỉ là vàng đẹp luôn nha anh em. Trời ơi, toàn chấm chấm sơn chấm gì tùm lum trong này nè anh em đó, còn chấm sơn chấm mực gì tùm lum tùm la trong này nè anh em thấy không, ốc ốc còn chấm sơn luôn nè đó. Cây này là đầy đủ hai lỗi gù đối trọng hai bên luôn nha anh em nha, về anh em sơn lỗi gù đối trọng lại, đầy đủ hai lỗi gù đối trọng hai bên luôn. Hai cái gù này là không có phải gù quay 110, là không phải hai cục gù ngoài này không nha anh em, mà nó còn có lỗi gù đối trọng dài vô tới trong này nè. Anh em lắp tay lái đi rất là chuẩn xe nha anh em, chứ nó không có giống như cái gù mấy gù đời sau của Alpha nó ngắn. Gù quay 110 nó dài và nó nặng dữ lắm, còn mấy cái gù mà mấy dòng xe mới vậy nó có một khúc có cái lỗi này với một cục thun bắt cũng dít vô tới trong này à, không có ngon. Đó. Trời ơi, người ta xài đồ theo xe nó có cái giá trị của nó hết trơn à. Cây này 500 anh em, luôn hai lỗi gù đối trọng, sọ khỉ whip. Đó. Rồi, ok. Cây ghi đông sọ khỉ mã số 3. Cây này tình trạng sơn zin đẹp, ốc tán đồ còn chấm sơn màu đẹp luôn. Cây này 600.000. Mấy cây này là em bao lỗ chân kiến cho anh em hết trơn à, tại em kiểm tra kỹ lắm trước khi quay lên với anh em, khỏi lo. Đó. Luôn hai lỗi gù đối trọng hai bên luôn, bao tay này xe, bao tay này theo xe nè, mà theo xe nè, xài theo xe không anh em nè. Cứng như khúc củi vậy, hai mấy năm trời cứng nè. Trời ơi là trời, cứng như khúc củi vậy sao xài. Nó theo xe nè. Đó, luôn hai lỗi gù đối trọng hai bên luôn anh em, về anh em sơn lại nha. Đó. Còn em nói rồi, ví dụ như anh em nào mua ghi đông sọ khỉ mà sẵn mua bao tay quay 110 của em vô, đó thì anh em mua nè. Chuẩn gai quay 110 Thái luôn nè, anh em nhìn đi. Đúng chưa? Đó. Bao chuẩn cho anh em nha. Ok. Cặp bao tay này 160 gạ anh em luôn. Đó. Bao anh em lên xe là ngay thẳng không công dên nha anh em, lắp áo bao khít nha, sọ khỉ theo xe lúc nào nó cũng đỉnh hết trơn á. Ghi đông sọ khỉ theo xe lúc nào nè, sọ khỉ vàng ché luôn nè anh em nhìn đi. Thấy không? Ốc tán góc cạnh nét đẹp luôn nè, đó. Cây ghi đông sọ khỉ quay 110 Thái mã số 3 này em bán 600. 600 nha anh em. Rồi ok anh em. Đó, rồi. Cái video clip tiếp theo còn cái nữa là quất luôn. Hôm nay mới về được cặp mâm anh em. Để vợ này lên cái quay với anh em. Trời ơi trời, nặng ông nội ơi. Kiếm tiền đâu dễ vậy anh em ơi. Đó. Giờ quay mới về được cặp mâm của thằng IGS anh em. Quay bán với anh em luôn, cho xin phép anh em cho em quay bán luôn nha. Lỡ video này, video mới, video tiếp theo cập nhật hàng mới, full hàng mới với anh em luôn nha. Cây tiếp tục đây là em có được, hôm nay em có về được một cặp mâm EGS. Đời này là mã là NK, mâm bao nặng. Cái đời mâm NK này em đã nói với anh em rất nhiều lần rồi, mâm bao nặng luôn. Cặp mâm này nó chung sơn zin khá đẹp luôn, nhưng mà có một cái má nó có dặm nè, có sao tả vậy với anh em á, cái má nó có dặm nè anh em thấy không? Đó. Nhưng mà không thành vấn đề đó. Chủ yếu mình mua mâm của EGS á, là mình coi tăng bua đó, tăng bua đồ này nọ đẹp ha, không có bị gỗ tăng bua hay không có bị sức mẻ của sơ mi hoặc đạn ống chỉ rồi là lụm gạo rồi. Tại vì mâm EGS bây giờ em nói thiệt với anh em á, bản thân em ở đây nè, em đi mua người ta nó rất là khó, đi mua người ta kiếm cũng khó nữa, mà mình mua cũng khó nữa, cho nên á không có hàng nhiều đâu. Mà trong hãng bán á, anh em biết riêng cái mâm trước này không bán 4 triệu bạc đó, nó mắc gì đó. Mâm GS giờ nó hot lắm anh em, người ta lên quay 110 thắng đĩa đi mâm nè, hoặc là người ta muốn quen pha lên đĩa gì đó, anh em gắn neo kim hết bài luôn anh em. GS anh em gắn neo kim là hết bài đó. Cặp mâm mà đời mấy đi chút nữa em coi cho anh em sao, nhưng mà em biết mâm mã NK nè, cái đời mâm NK này em nói thiệt với anh em nó nặng hơn mâm Zenly nhiều lắm đó. Đời mâm NK này xài rất là ngon. Cặp mâm này sơn zin khá lắm, nhưng mà nó có dặm cái má. Cái này cái mâm trước nè, 17x1.4 DOT nè. Đó. Đó. Bán mâm cho anh em là đầy đủ bạc đạn ống chỉ. Đầy đủ bạc đạn ống chỉ nha anh em nha. Tại vì bạc đạn ống chỉ giờ trước sau anh em đi vô hãng mua cũng mấy trăm ngàn, ít đâu. Đó, mình tận dụng được cái nào mình tận dụng về mình xài luôn, nó ngon. Honda này ha anh em ha. Đó. Cũng như đợt trước, đợt này mâm em cũng xin được người ta cái đĩa nha anh em. Đĩa này đẹp anh em ơi. Cái đĩa này là không phải đĩa theo xe. Đó, có làm sao tả lên vậy cho anh em, không phải đĩa theo xe nha, nhưng mà đĩa này cũng là đĩa lõm 4 lỗ. Đó. Đĩa còn rất là dày anh em, đĩa còn rất là dày, anh em về xài luôn được á. Đĩa này còn dày lắm nè anh em nhìn đi. Đĩa còn dày cụi à.
nó không có bị sọc bị xước gì trơn á. Về mình tiết kiệm mình xài, mình kiếm mấy con ốc mới mình vô mâm miết đồ, thí dụ như bây giờ miễn mâm nó không có cong vênh, tình trạng đúng mâm gỡ hết ngon, mình về mình dặm lại hoặc là mình muốn sơn lại cho nó mới cũng được nữa đó. Quan trọng là cái chất đồ, còn những cái thứ phụ kiện linh tinh này mình có thể trùng tu nó đó. Mâm này đúng mâm, mâm này cái dĩa này không phải dĩa theo xe đâu anh em, nhưng mà dĩa còn rất là dày luôn á, thấy không, xài ngon, tận dụng được một cái nữa. Rồi nghe anh em, đây cho anh em coi nè, mâm này sơn zin khá luôn á, có một cái có dặm cái má sau tả chính xác cho anh em đó. Còn mâm em nói thiệt với anh em mua là em bao bán anh em bao đâm luôn, nếu có công với anh một đành mừ cho anh em, tại vì ở đây em xem rất là kỹ trước khi mua, anh em lên bàn xay đồ hết nha. Cặp mâm này sơn zin khá luôn anh em nè, mâm theo xe có nổ là bình thường. Mâm GS cái đời này em nói với thiệt với anh em, thị trường tao bán 3 triệu mấy một cặp, 3 triệu rưỡi, có chỗ bán 3 triệu rưỡi, 3 triệu 6, 3 triệu 4 đủ giá hết trơn á. Nhưng mà riêng em ở đây em bán 3 triệu 2 một cặp. 3 triệu 2 một cặp nha anh em nha. Cũng có được có một cặp một à, cũng không có nhiều đâu, lâu lâu mới có. Tổng thể sơn zin nó khá lắm, khá, liền lạc. Bao anh em luôn, không có cong vênh, không có nhảy nhót gì trơn, lên xe ok luôn. Đời này là anh em vô neo kim hết sảy luôn nha. Đó, má nè, má có dặm nè, má mâm sau có dặm nè. Chấm sơn, chấm xiết đồ còn hết trơn nè. Đó. Đáp đây nè. Đó. Thì để em coi đáp cho anh em. Đặc biệt á là em bao anh em cái gì? Nè, quay camera sát cho anh em coi nè. Không có bị chim vỏ lon bia, miễn chai, miễn gì không lỏng lưng bật đạn gì hết nha anh em, tăng bua nè. Trời ơi trời, cặp mâm này tăng bua nó đẹp hết hồn anh em. Mâm này tăng bua nó đẹp hết biết luôn em ơi. Đạn không có lỏng lưng lỏng liếc gì hết nha anh em. Ok. Lật con đây coi đát đây, tại vì em coi đát coi mâm sau mà làm biến lòn vô trong. Rồi 2 lá 7 luôn anh em. 2 lá 7 luôn anh em ơi, cực kỳ ngon luôn nha. 2 lá 7 người ta chuộng 2 lá 7 hơn 2 lá 8 nữa. Đó, đúng đời 2 lá 7 này cực kỳ ngon luôn nha anh em. 2 lá 7 Honda nè. NK nè, mâm NK nó nặng dữ lắm. 17 x 1.6 DOT nè, 1.6 1.4. Đó, 207. Đó, tình trạng là nè, anh em nhìn đi, bật đạn là không có lỏng lưng gì trơn luôn, ống chỉ đầy đủ. Không có sức mẻ sức miết gì nghe anh em. Giờ cho anh em coi sơn zin. Sơn zin này hình như cái này nó có dặm ở mép mép chút đỉnh nè anh em thấy không? Nó có dặm ngoài mép mép này chút đỉnh nè, không sao đâu. Quan trọng là cái chất mâm thôi. Đó, không có bị sức mẻ thịt gì hết trơn, phôi đẹp lắm. Đó, tăng bua đẹp hết biết luôn rồi. Đó, cặp mâm MGS 207. Đó, thích hợp cho anh em vô neo kim. Đó, hoặc là anh em quay 110 thái lên thắng đĩa, quay alpha lên thắng đĩa gì đó thì tùy anh em thôi. Luôn cái đĩa luôn nha anh em, không chỉ bao gồm như video em quay, ngoài ra không bao gồm gì thêm. Cái má này tình trạng có dặm. Mâm là bao anh em không cong quăng, không nhảy nhót. Lên xe là bao đi đầm, bao im. Đó, vô vỏ là thẳng băng nha. Đó, cặp mâm này em bán cho anh em 3 triệu 2. Anh em nào mến thú em, mâm GS càng ngày càng hiếm nghe anh em nha. Chào anh em nha, ghi đông sâu khỉ, đồ chống đứng rồi em báo giá hết rồi đó. Anh em nào mến thú em, chào anh em nha.